Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với kênh của Việt Anh Football. Trước khi chúng ta bắt đầu phân tích câu chuyện chi tiết được kể trong video này, đừng quên ấn subscribe kênh và nhớ ấn chuông để nhận những video mới nhất liên quan đến thế giới túc cầu mỗi ngày. Vào ngày 5 tháng 4 năm 2009, cầu thủ người Ý lúc đó Federico Maceda mang số áo 41 được Sir Alex tung vào sân từ ghế dự bị ở trong trận đấu với Aston Villa. Trên khán đài Old Trafford, các cổ động viên đang hỏi nhau rằng cầu thủ này là ai. Sau khi Federico Maceda tung cú vẩy má ngoài thần thánh mang về chiến thắng 4-3 cho Manchester United. Đó cũng là bước đệm để đưa tiền đạo người Ý tiến xa hơn. Nhưng sau đó trận đấu gặp Sunderland, anh lại tiếp tục ghi bàn và góp công không nhỏ cho chức vô địch Premier League của Man United ở thời điểm đó. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xem một cầu thủ khởi đầu như mơ tại nhà hát có phải là sự khởi đầu suôn sẻ cho cầu thủ này hay không. Một tài năng sáng giá của Quỷ Đỏ, anh sinh ngày 22 tháng 8 năm 1991 tại Ý. Anh sớm bộc lộ tài năng sát thủ từ nhỏ và anh là cầu thủ trẻ nhất ra sân cho U21 Ý. Cụ thể lúc đó Federico Maceda đang ở độ tuổi 17. Dù đó là một trận giao hữu nhưng tài năng của anh cũng không thể phủ nhận. Trước khi tạo lên kỷ lục đó, anh cũng có những năm tháng thành công dưới đội trẻ Lazio và rất nhanh có rất nhiều lò đào tạo trẻ trên khắp châu Âu đều muốn có được anh. Việc chưa tròn 18 tuổi mà nhận nhiều sự quan tâm của các ông lớn là điều cả nước Ý không hề dễ chịu một chút nào. Thế nên Liên đoàn bóng đá nước Ý không cho phép ký hợp đồng với các cầu thủ trẻ ở Ý dưới 18 tuổi. Vì thế 5 tháng thiếu niên của anh sống trong sự nhòm ngó của rất nhiều câu lạc bộ lớn tại châu Âu. Và khi anh đón sinh nhật lần thứ 16 của mình, anh đã là cầu thủ của lò đào tạo Carrington của Manchester United. Khi luật ở xứ sở sương mù cho phép ký hợp đồng với cầu thủ đủ từ 16 tuổi trở lên. Ngày 16 tháng 9 năm 2007, anh trở thành người của U18 Manchester United. Hành trình trở thành một ngôi sao thế giới chính thức bắt đầu. Với việc được đôn thẳng từ lên đội U18 chỉ mới 16 tuổi cũng chứng tỏ tài năng của tiền đạo người Ý. Ngay trong ngày ra mắt đội bóng mới, anh đã nổ súng với bàn thắng duy nhất trong cuộc đối đầu với Ba Bay. Kết thúc mùa giải năm đó, sát thủ trẻ tuổi có cho mình 12 bàn thắng sau 21 trận ra sân cho Quỷ Đỏ. Anh nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của các huấn luyện viên cấp độ cao hơn. Vào tháng 2 năm 2008, anh được đôn lên đội dự bị. Anh vào sân thay cho trung vệ Gerard Pique trong trận derby nước Anh trong trận đấu với Liverpool. Và anh không giúp Quỷ Đỏ cải thiện trận đấu và Man United nhận thất bại chung cuộc 0-2. Đúng vào ngày sinh nhật thứ 17 của mình, được đội chủ sân Old Trafford trao cho anh một bản hợp đồng chuyên nghiệp, nhưng anh sẽ vẫn phải tập luyện cùng đội U18 và chỉ có thể ra sân từ băng ghế dự bị. Ra sân trong trận đấu không quá quan trọng, nhưng xem ra giải U18 được xem là quá dễ với tiền đạo người Ý. Khi anh ghi 8 bàn trong 8 trận liên tiếp và có một cú hat-trick vào lưới Newcastle United để giúp Man United có trận hòa 3 đều. Sau đó anh nhận được một phần quà là một suất lên đội 1 trong trận đấu với Aston Villa vào tháng 4. Ngay lần đầu tiên đó anh để lại dấu ấn đậm nét sau anh vào sân để thay cho Nani. Anh có một cú xoay người và dứt điểm tung lưới Aston Villa và ấn định chiến thắng 3-2 ngay tại Old Trafford vào những thời khắc cuối cùng của trận đấu. Chính cú sút đó đã làm Sir Alex và các cổ động viên đứng ngồi không yên và mình đã sở hữu một viên kim cương trong tay. Trong trận đấu thứ hai xuất hiện ở xứ sở sương mù, anh tiếp tục để lại dấu ấn. Anh chỉ cần có 46 giây khi vào sân để có bàn thắng thứ hai. Phần thưởng của anh là một suất đá chính ở đội 1 trong trận bán kết FA Cup với Everton, nhưng đó là một trận đấu dưới sức của anh. Không lâu sau anh có trận xuất phát ở Premier League gặp Mesizo và Quỷ Đỏ đã giành chiến thắng 2-0. Mặc dù không để lại bàn thắng hay kiến tạo trong trận đấu đó, nhưng anh vẫn để lại dấu ấn trong bàn thắng trên sân. Cuối mùa giải năm đó anh được giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Manchester United và kèm theo đó là bản hợp đồng kéo dài đến năm 2014. Mùa giải tiếp theo cổ động viên kỳ vọng anh sẽ tỏa sáng tại nhà hát, Man United sẽ đảm bảo về tương lai. Có vẻ đây cũng là lời nguyền của nhà hát cho những cầu thủ mang quốc tịch Ý. Anh mang hai chấn thương nghiêm trọng chỉ trong thời gian ngắn và phải làm lại từ đầu từ đội dự bị. Điều đáng tiếc nhất mà anh phải ngồi ngoài trong trận chung kết cúp liên đoàn, vì đây là giải đấu mà anh để lại rất nhiều điều và chưa kể anh rất có duyên với mảnh lưới của Aston Villa. Rất may là Man United vẫn giành được chiến thắng và anh giành được danh hiệu đầu tiên cùng Quỷ Đỏ. Sau khi anh điều trị dứt điểm chấn thương, anh phải chật vật lấy lại phong độ. Điều này cũng dễ hiểu, đây là chấn thương nặng nhất trong đầu đời. Anh vẫn còn quá trẻ và thiếu kinh. Vì thế anh được đem đi cho mượn ở các cấp thấp hơn, đó là Sampdoria vào năm 2011. Và khi hít thở bầu không khí ở quê hương mình, nhưng anh lại chẳng có nổi một bàn thắng nào. Sau đó bị trả lại về nước Anh. Lần thứ hai anh cho đi mượn là vào năm 2012, khi anh chuyển đến Queen Park Rangers.
Tại đây anh thậm chí còn không canh tranh nổi một suất đá chính cho riêng mình. Anh chỉ có 3 trận sau khi ra sân và anh không thể làm lên những điều tích cực. Anh bị Queen Park Rangers trả về Man United kèm theo quà tặng là chấn thương ở mắt cá. Đầu mùa giải năm 2012 đến năm 2013, Sir Alex quyết định gia tăng hàng công nhằm lấy lại chiếc cúp vô địch từ tay của Man City. Sir Alex đã thuyết phục ban lãnh đạo để mua tiền đạo Robin Van Persie. Điều đó thể hiện Federico Marchena không có bất kỳ đất diễn nào. Vì thế anh lại bị tống khứ đi cho mượn ở Stuttgart vào năm 2013. Thậm chí Manchester United còn kèm theo deal khoản mua đứt cho Stuttgart. Nhưng đến cuối mùa giải anh vẫn bị đuổi về Man United. Federico Marchena không còn phù hợp với hạng cao nhất châu Âu. Man United đã đem anh ở những câu lạc bộ khác, cụ thể là 3 tháng trong màu áo Doncaster Rovers với thành tích 3 bàn sau 15 trận. Sau đó anh cũng bị trả về kèm theo đó là một chấn thương. Birmingham City là bến đỗ cuối cùng của anh khi tính từ lúc anh chuyển qua chơi cho câu lạc bộ này vào tháng giêng năm 2014. Anh có thành tích ghi bàn có thể tốt nhất trong sự nghiệp và anh còn thi đấu với 10 bàn thắng sau 18 lần ra sân. Có thể khẳng định rằng Birmingham City là nơi lý tưởng để anh có thể chơi bóng. Sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn và trở về Man United, các tuyển trạch viên đã cố gắng tìm cho anh một số câu lạc bộ ở giải hạng nhất để anh thi đấu, và lần này là Cardiff City. Tháng 7 năm 2014, huấn luyện viên của Cardiff City ở thời điểm đó là Ole Gunnar Solskjaer đã thúc giục để mang anh về. Vì cựu sát thủ người Na Uy là người trực tiếp huấn luyện cho anh ở đội trẻ, thế nên Ole sẽ biết phải làm như thế nào. Ngay vào đó là cái gật đầu bên phía Man United. Anh đã chấm dứt mối lương duyên 6 năm nhưng không mang lại hạnh phúc với 6 câu lạc bộ khác nhau. Tuy nhiên lần này Ole đã nhìn nhầm tài năng của anh. Bằng chứng là anh không hề cải thiện khả năng ghi bàn của mình mà nó còn giảm dần theo thời gian. Nottingham Forest là câu lạc bộ nước Anh cuối cùng mà Federico Marchena trước khi anh trở về chơi bóng tại quê nhà Novara trước khi anh chuyến đến chơi tại câu lạc bộ tại Hy Lạp là Panathinaikos. Trường hợp của anh là một minh chứng rõ ràng nhất cho lời nguyền dành cho các cầu thủ người Ý khi thi đấu cho Manchester United. Từ một sát thủ trẻ tuổi nhận được nhiều sự kỳ vọng vươn mình trở thành một ngôi sao tại nhà hát chỉ sau một đêm, có màn ra mắt cực kỳ ấn tượng nhưng bởi chấn thương hoành hành và phong độ tệ hại đã lấy đi tất cả của tiền đạo sinh năm 1991 và giờ đây anh chỉ là cái bóng của chính mình trong quá khứ, không còn anh ở những năm 17, 18 tuổi. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu video hay thì cho mình xin một like và một subscribe kênh để ủng hộ mình ạ. Còn bây giờ xin chào, hẹn các bạn trong các video sau.